Rồi, em xin chào nhà nha. Hôm nay em lên combo điện tử giá siêu rẻ cho nhà chọn ha. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha. Còn nếu tin tưởng em mới chuyển khoản bên em bao ship ha. Thì nay là bán là qua Tết mới giao được nha. Thì cái nhà chốt á, thì cọc giúp em ha. Cọc em giữ đơn. Thì qua Tết mà bên giao hàng làm lợi thì em sẽ ship cho nhà ha. Thì combo nha. Combo thì cái nhà chốt thì em gửi số tài khoản qua là cọc liền giúp em ha. Còn mà em gửi số tài khoản qua mà hẹn á, chốt hẹn thì em sẽ không có chốt được nha. Từ combo rất là nhiều người hỏi, ai cọc trước em sẽ bán trước ha, chứ em sẽ không có bán hẹn nha. Thì cái nhà mình xem kỹ chốt chắc giúp em ha. Thì hàng bên em đã cân nhắc giá nha. Thì mình chốt á, mình chốt chắc giúp em. Còn do là em đã giữ đơn á, nên cái nhà chốt mà cứ đổi tới đổi lui là em sẽ không bán được cái con đổi ha. Từ cái những con mà cả nhà chốt rồi á, khách hỏi em đã báo bán rồi, thì giờ bắt em bán lại nữa thì em sẽ không bán được nha. Nên em sẽ không có chốt cái gì được ha. Rồi, anh em mình cân nhắc trước khi chốt giúp em ha. Rồi, đầu tiên em lên cho nhà combo này. Combo điện tử nha. Nó có 5 con nha. 5 con ha. Rồi, em lên từng con cho nhà. Như con này là cũng là thuộc dòng nội địa Nhật, tiếng Nhật, có tiếng Nhật. Thì này thứ nè, giờ nè. Này là chỉnh thêm múi giờ vậy. Này bấm thể thao nè. Này giờ đếm ngược nè. Báo thức nè. Này chỉnh thêm cái gì nha, về nghiên cứu ha. Cái này em chỉnh ok rồi, nó có đèn đầy đủ ha, độ mới, độ mới cao lắm. Này cái nhà mua con này đủ tiền nha. Con này ở Việt Nam cái nhà mua đã từng mua những con đồng hồ mà thời trang điện tử thời trang cho mấy bé đeo biết giá rồi. Dây khóa nè, da xích nè, da xích là thương hiệu nội địa Nhật nha, nó là bản Nhật, cái khóa Casio chứ, kiểu dòng điện tử thời trang Nhật, nhưng mà con này chuẩn Nhật, có tiếng Nhật. Rồi con này thì xe ngang của nó là 40 46 đi, nó mỏng 16 đi nha, một con ha. Cái lô điện tử này mới nha, con này ở nhà mua ở Việt Nam nè, nó đúng luôn, đúng Việt Nam có bán này nè, cũng là mấy trăm ngàn, 450 rồi. Dây khóa này nó là điện tử thời trang chứ không phải Casio nha, nó ghi Casio nhưng mà không phải nha. Dây khóa mới lắm, mới tinh nè, mua cho mấy bé hay là mấy mấy anh thích đeo điện tử á, đeo bình thường hết nè, mới tinh. Thì nó cũng chạy hai máy núm này mà kéo qua chỉnh giờ bình thường, con này chỉnh ok rồi, cũng vậy thôi nha. Ngày thứ nè, giờ nè, báo thức nè, bấm giờ thể thao nè, quay lại giờ bình thường nè. Đó, đèn đây, đèn lấp lánh luôn cho mấy bé ha. Rồi xe ngang của nó là 50 là 7 mỏng nè. Đó, 17 nha. Rồi hai con ha. Rồi con này nha, con này chắc. Con này cũng thuộc dòng nó gì thương hiệu Dat, cũng của Nhật luôn nha. Còn siêu sao chưa bốc ha. Nó kiểu dòng thời trang điện tử thời trang Nhật nha, có báo nha. Nó cũng dù sao cũng hơn cái ở Việt Nam, dòng điện tử thời trang Việt Nam. Dây khóa. Thì cũng vậy nha, con này giờ nè, bấm giờ thể thao nè, chỉnh báo thức nè, này chỉnh giờ nè, có đèn nữa nè, này đèn led trong, đơn giản. Mấy nam thích đeo mình đeo, mua về tặng tặng cho mấy bé thấy gì chứ, cho tiền nó không mời, cho đi đồng hồ nó mời nha. Xe 47 nè, mỏng 16 ha, còn siêu chưa bóc chứ không phải ấy nè, còn siêu chưa bóc, lô này cũng mới á. Siêu chưa bóc ba con nha. Con này độc nha, con này rất là độc luôn ha. Con này cái nhà không thấy gì đó nhưng bấm vô nè, bấm nút này nè. Đó, coi giờ nè. Nó chuyển cái nút 8 giờ nè. Đó, bấm cho Chronograph giờ thể thao nè. Con này cũng xịn luôn á. Bấm gì nè, bấm thể thao nè. Báo thức nè. Quay đây giờ bình thường nè. Đó. Này nút này 4 nút ha, 4 cốt á. Rồi, mỗi lần coi giờ bấm lên. Nó chạy nè, nên năm nè. À, ngày tháng nè. À, thứ nè. Giờ nè, đọc con này hay ha. Đèn nè, có đèn nha. Có đèn nè, ha, dây khóa nè. Mới lắm, da xích luôn. Da xích là dòng thương hiệu nội địa Nhật đây. Rồi xe ngang của nó là 44. Mỏng đi. 13 ha, con vuông thì em đo cái càng nữa nha. 47 nha. Cái này là em báo là dòng điện tử thời trang Nhật cho bé ha, là mấy anh mua cho rầm ha, chứ có nhiều anh em về cứ thấy chữ China là hô của Trung Quốc vậy nè, đó là em có báo trước rồi nha, hàng nào tiền nào của nấy nha,
Nhưng mà mấy dòng này tính ra nó sẽ xịn hơn những con điện tử ở Việt Nam nhiều nha. Nên bán combo giá này quá quá rẻ nha. Rồi bốn con nha. Con này con thứ năm. Con này còn siêu luôn nha. Cái lô này còn siêu luôn. Siêu chưa bóc hay về bóc siêu quá nha. Mới lắm này cho mấy bé cấp 1. Lớp 1, lớp 2 đều cũng siêu bền. Ở Việt Nam nhà mua mấy con này cũng trăm mấy, 200 ngàn, 250 rồi. Con này bán nguyên cái combo là giá quá rẻ nha. Xe ngang của nó 37 nè. Đứng luôn là 41 mỏng nè. 13, 13.7. Em đã từng chứng kiến phụ huynh mua những con này cho mấy bé đeo đèn. Nó cũng chức năng giống vậy, không có khác gì đó. Bấm gì đó thao, báo thức rồi nọ. Đèn sáng. Này dạng kiểu bán lấy tiền pin lại nha. Rồi, một con này ha. Hai con nha. Ba con nè. Này chạy ok hết nha, về chỉ lên tay em chỉnh ok. Bốn con nè, lâu lâu soạn ra bán thôi. Thì có anh em yêu cầu á, lấy ra bán nha. Rồi năm con này nha, năm con này em bán combo này em sẽ bán là 430k ha, 430k lên cho em mã số 1. 430. Đó, cái nhà mua chừng hai con là lấy vốn nha, 430 nha. 430k mã số 1 ha. Ai kết combo đó chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Rồi combo thứ hai nha. Combo thứ hai thì nhiều hơn xíu. Đây. Một con điện tử nè, con này còn mới luôn. Này con này chuẩn chuẩn nội địa Nhật. Con này điện tử ở Việt Nam cũng có bán. Con này cũng xịn, con này Nhật. Con này thường là chuẩn nội địa. Nhưng mà nó cũng là dài dòng điện tử thời trang ha, có báo hết. Đó. 2 4 6 con rồi, em lên con này trước đi. Con này nha, con này thương hiệu da xích cái gì nè, đúng rồi da xích nha, đó nè mới lắm, dòng điện tử thời trang Nhật, mấy dòng này cũng siêu bền. Cái này mà còn chưa bóc siêu nữa, mà bọc trước chưa bóc siêu chứ không phải kính giờ nha, chưa bóc siêu bọc nha, đó mới đi khóa nè. Rồi con này cũng vậy nha, này bấm về thể thao nè, chỉnh chỉnh báo thức nè, chỉnh giờ nè, quay lại giờ bình thường, đèn nè, đó. Nè, con này mới ha, về chỉ lên tay em chỉnh ok rồi, xe ngang của nó là 43 mỏng nè, nó 14 chín ha, siêu sao chưa bóc, rồi một con nha, nhà mua con này đủ tiền nha, rồi con này nha, đó, cho mấy bé ha, con này thì lột siêu rồi, mà do nằm trong lô nè, có lông mèo, con này về bát cana, cái gì em bát cana vậy. Con này mới lắm, thấy nó biết mới rồi, dây khóa nè, mặt sau đây, con này chắc lắm nha, con này cũng chắc, thì nó là dây nè, giờ nè, thứ nè, nó bấm vào đây là bấm dây thể thao nè, báo thức nè, quay lại giờ bình thường nè, chỉnh giờ đèn này, nó đèn led ha, thì điện tử nó cũng như vậy thôi nha, tới lui vậy đó, giờ thể thao, báo thức nè. Xây 45 đi, 44.8, 45 mỏng. Đó, 14 đi 9 như 15 đi. Mới ha, rồi hai con nha. Hai con này đúng điện tử Nhật nè, con này đúng nội địa nè. Con này nó đo được km nè, 1 km ở dưới đây coi giờ với dây ha. Bấm vào đây là coi đo được như ha. Anh em nào biết tiếng Anh là biết ha. Nó có đo cân nặng chiều cao này luôn, này đúng đúng nội địa nè, có tiếng Nhật. Ghi là Yamasa gì đó, tên là biết Nhật ha. Anh em kiểu đo thì kiểu này y như đồng hồ thông minh vậy nha, đo được chiều cao cân nặng. Chỗ này thì hơi có dấu xíu đi, không thành vấn đề, có báo luôn ha. Mà độ mới cao lắm, này cho mấy bé nữ được. Mấy bé bé gái á. Một sao đây. Yamasai ha. Nè, con này là chuẩn, chuẩn nội địa luôn, nó có tiếng Nhật mà. Xe ngang của nó là 42 mỏng. 13 ly 13 ly 8 thì con này dễ lắm, con này ví dụ mà cái nhà nè, này bấm qua cái này là bấm qua này km nè, qua này ha, này là chỉnh giờ nè, ấn vô vô mình để chế độ này ha, để chế độ này ấn giữ nó giữ lúc này 5 giây nè, thì nó chớp chớp thì mình chỉnh thôi, chớp cái nào mình chỉnh đó, mình cái bấm này chớp cái nào mình chỉnh đó ha, chỉnh nút giữa này nè, nó có nút giữa nè đó, này là chỉnh chỉnh ngày tháng gì đó, đơn giản lắm, về mình cầm nghiên cứu xíu rồi biết à. Ví dụ cái nhà để thứ đây ha, để ngày tháng trên nè, nên chỉnh ok rồi, ngày tháng 2, ngày 6 nè. Rồi con này thì nãy đo sai cho ta, 42 mỏng, 13 đi 8,
ba con nè, con này nè, cả nhà mua ở Việt Nam cho mấy bé nè, đã từng mua là biết rồi, mấy phụ huynh mua là biết, cái này mới lắm, màu trắng nè. Nó như dòng Casio nhưng mà nó là điện tử thời trang thôi, nó đây cũng vậy thôi. À, này chỉnh thì múi giờ gì đó, chỉnh giờ nè, báo thức này nọ, có bấm giờ thể thao nữa, có đèn nè, mua cho mấy bé đeo sáng khoái lắm, cho tiền nó không mời chứ cho điện đồng hồ nó mời nè. Mặt sau này rồi bốn con nha. Ừ, con này cũng gì, con này mới lắm, con này giống như con kia này, mấy này như dạng tặng kèm theo với này, nhà mua hai con, một con hai con là đủ tiền, dạng tặng kèm theo thôi đó, cho mấy bé ha. Để đo size cái này, size 36.837 mỏng 13 ha. Con này em đo size cho ta, 49 là mỏng, 15 5.5 rồi, mấy 2 4 5 con này còn 6 nè, về cho mấy bé đeo thôi, dán vuông đó, cho mấy bé đeo này chỉnh ok nha, về với đeo thôi nha, về với lên tay thôi, nó như mấy con Casio vuông nha, 32 nè, 84 một con ha, hai con nè, ba con bốn con nè, như hai con này thôi cái nhà mua đủ tiền, 2 4 6 con, 6 con rồi, 6 con này em bán cho nhà giá là 390k thôi, 390k ha, cho cái combo này nha, 390 đó, lên cho em mã số 2 rồi. Combo thứ ba nha, combo thứ ba cũng là đâu, 2 4 6 con luôn, 6 con ha. Rồi, 6 con để em lên cho nhà. Con này đủ tiền nha, mua con này thôi. Này đúng Nhật luôn. Cũng dòng da xích, dòng cao da xích luôn nha. Điện tử ha. Thì này là chỉ nè, thứ là ngày, nhà thứ ngày tháng nè, giờ nè, giây nè, này còn siêu luôn chứ không phải giờ đâu. Giờ bóc siêu nè, em bóc coi cho nhà thấy cái mặt kính của nó mới tin nè. Giờ bóc siêu ha, tự bóc siêu ha. Đó, này báo thức nè. Này bấm về thể thao nè. Này bấm chỉnh này gì nha, có chữ khác nhìn về nghiên cứu ha. Để chỉnh thêm như múi giờ gì đó, múi giờ thế giới gì đó. Chỉnh giờ nè. Đơn giản lắm, đèn nè. Có đèn LED ha. Đèn LED. Con này kiểu màu xanh xanh mực. Mới lắm. Siêu chưa bóc là biết nè. Do nằm trong lô thì nó có vết thời gian này về dính lấy cồn nha, dính mực về lau xe ngang 46 đi, mỏng 16 ha. Rồi một con nè, con này mới độc nha, con này con vuông nè, đó mới tinh, dây khóa nè, đó khóa gì cùi, thấy điện tử Nhật nó thấy dây cái khóa xịn nè, bên hông ở đây sau này, con này cũng độc nha, dán độc đó. Này cũng vậy thôi. Bấm thể thao, chỉnh báo thức nữa, đèn đèn led dán vuông lạ nè, con này dán lạ rồi, hai con nha, xe ngang của nó 43 nè, mỏng 13 ha, hai con nha. Ừ, con này nè, con này mua ở Việt Nam cho mấy bé nè, biết giá rồi, con này như 250 280 gì đó, như đợt nhớ có phụ huynh mua nè, còn siêu chưa bóc ha. Báo thức, chỉnh giờ, đèn các kiểu này ok nha, em chỉnh ok, với lại em coi hết rồi, em lựa ra mấy con mà không được thì em sẽ không có bán, ba con ha, còn mấy con mà nhỏ nhỏ là em tặng cái dạng kèm kèm theo tặng cho vui thế nha, 44 nè, 15 nè, ba con này là đúng Nhật nè, con này giống con màu hồng nãy nhưng mà con này màu đen nè, con này đúng mấy anh nam nè, con này là mấy chị nữ, thì cứ để ra ngày thứ nè, bấm vào đây là coi km nè, ký nè, số ký nè, calo gì đó, này chỉnh gì nè, HM gì đó, con này rất là xịn nha, con này đối với nó xịn đó, nó chức năng nhiều, xịn, nó đúng nội địa Nhật, Yamaha gì, còn mới, xe ngang của nó luôn là 40, 42.5, 13 ha, 4 con nè, hai con này như tặng theo vậy, con này cũng xịn đó, con này tính cũng xịn đó. Có đèn
Đèn ở đâu? Đèn nút dưới nè. Nút này nha. Đèn nút 8 giờ. Đó, có đèn nút 8 giờ. Đèn LED đó. Con này kiểu kèm theo cho mấy bé thôi. Về. Mà mới lắm. Còn mới nha. Những bé kiểu bé trai nhỏ nhỏ. 30 nè. Mỏng. 10 lấy 6. Con này thì cũng giống con nãy thôi. Chỉnh về ok. Mặt màu trắng. Như con Casio điện tử. 1, 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 6 6 con ha. Đó, chụp hình rồi ha, 6 con. Rồi, 390k mã số 3 ha. 390 mã số 3. 390 mã số 3. Ở nhà mua một con, hai con, tính hai con thì dư sức, dư tiền 390. Rồi combo này nha, combo 2 nè. 4 6 con 6 con ha. Rồi em lên từ con này. Con này thôi. Con này mới tinh nè. Này chưa bóc siêu mặt nha. Còn siêu mặt cái nha. Còn siêu về bóc siêu nè. Cũng vậy nha. Đó, bấm thể thao nè. Chỉnh giờ nè. Thứ ngày tháng đầy đủ hết ra. Đèn đây. Con này thì mới. Dây của nó. Lô này mới nha. Cái lô này lục ra mới. Da xích luôn nha, da xích. Chỉ nhà xài đồng hồ biết da xích là nó là dạng bản nội địa Nhật, nhưng mà nó dạng dòng thời trang, điện tử thời trang á, cũng siêu bền. 42 nè, mỏng. 15 ha. Rồi, một con đó mới nè. Rồi con này nha, cho bé gái nè. Có bé trai bé gái được luôn, con này đẹp. Con này thương hiệu đợt đợt Lock House 1964 nè. Dòng Citizen nha. Cái nhà bán mấy dòng này cả nhà biết rồi. Này thì bền. Dây thì chưa có đeo cho mấy bé gái ha, là mấy chị thích đeo mình đeo luôn bình thường hết. À, vừa kim điện tử thì cái này kéo ra nó chỉnh giờ bình thường này, cái này em chỉnh ok rồi, đèn rồi. Con này hình như không có đèn vậy, con này không có đèn sao, nó vừa kim vừa điện tử thôi. Cho bé gái ha, mới lắm. Xe ngang của nó là 39.5 mỏng, 7 ly, 17 chứ. Hai con được góc hao ha, hai dòng mày xịn nè. Hai con này cũng độc nè. Con này mặt tròn nè, thứ giờ nè, thứ ngày tháng nè. À, bấm giờ thể thao nè. À, báo thức. Quay lại chỉnh giờ, đèn, ủa đèn sáng trưng, này độc thiệt. Mới. Nói chung mấy này cái nhà mua về tặng mấy bé được, tự nó mới mà. Còn mới lắm, con nào cũng còn mới đó. Xe 47 mỏng 14.4, đèn sáng này, như bán lấy tiền pin nha. Ba con này nè, con này y như Casio, nó chức năng y hệt, không có khác gì, chỉnh nó báo thức, bấm giờ thể thao nè, chỉnh giờ nè, không có khác gì nha. Nó là dạng bản hai Casio nhưng mà không phải Casio, này mua cho bé trai bé gái được hết. Đèn có đèn sáng, con này xịn luôn, tính cho nó xịn như hơn Casio. Dây khóa xanh ha, mặt sau đây. Rồi con này thì kiểu dáng vuông á, xe ngang của nó 33.9, đứng 37 mỏng, 84 thôi. Bốn con, hai con này như tặng kèm nha, cho bé gái ha. Hai này bé gái bé trai cũng được, bé trai màu xanh, bé gái màu đỏ. Xe 41, xe 42 nữa nha. 4, 6 con ha. Rồi, cái 6 con này thì 390 thôi. 390. 6 con chụp hình cái nè. 390k, mã số 4 ha. Thì cái 4 combo này chỉ có combo đầu nha. Combo đầu tự mấy con xịn sò. Nó cao hơn nhiều, 40 ngàn nha. Rồi, 390, mã số 4 nè. Rồi ai kết mã nào cứ chụp hình nhắn tin Zalo cho em ha, em có từng mã đó. Thì combo cái nhà lưu ý nha, cái nhà chốt là cọc liền giúp em ha, cọc em giữ đơn nha. Còn cả nhà cứ hẹn là không có được nha, hẹn là ai chốt trước, chuyển khoản trước là em bán trước nha, để mất công em báo gì để anh em mình đỡ mất thời gian á. Rồi sẵn thì combo này em lên combo đồng hồ luôn đi. Nó lâu lâu xả combo cho nhà một bữa nè. Đó, ba con này ha, rồi em lên con Casio trước đi.
Con này thì dòng dừa kim điện tử dòng cao rồi. Lưu được 30 số điện thoại nè. Xem được nhiều múi giờ thế giới nè. Này bấm giờ thể thao hay gì chỉnh thêm múi giờ nha. Này là giờ thể thao nè. Mới giờ điểm ngược xong qua hát xét chỉnh kim nè. Quay lại giờ bình thường có đèn nè. Đó. Thì mấy con này cả nhà thường hay mua bên em biết rồi. Con này thì giá em bán 280 nè. Nó có wifi xíu đây nhưng mà đeo để đeo quay giờ hoặc là đi làm nữa đó. Siêu bền, siêu nhẹ, thông số đủ ha. Rồi con này xe ngang của nó 39.6 mỏng 12 ly 9 rồi một con nha. Một con ha. Rồi con này thì kiểu dòng cổ của Citizen. Con này anh em kiểu nó vỏ nó hơi xấu, kiểu Nhật nó té sao không biết. Đeo sao trầy nè, trầy đây nè, dây thì nguyên zin hết rồi. Nó là chuẩn cái dòng dòng cổ của Citizen nha, dòng đời đầu. Mỏng nữa. Lịch hai của lịch gốc 3 giờ ha. Mặt còn đẹp nha, con này mặt còn đẹp nhưng mà kính nó nè, có vết đây nè. Vỏ đây nè, anh em nào kiểu đeo quầy cổ á, đeo kiểu không có càng đẹp á. Như đeo bừa chốt cái này, chốt combo này, giá rẻ rồi. Dây thì 17 đi. Mặt vàng nha, mặt đẹp hoặc là về lấy máy như bán combo như thu cái máy. Này bữa bán 2 250 mà F4. 2 năm bữa bán 250. Xe ngang của nó 35.5 mỏng. 8 đi 3. Bữa như có anh nào kêu ship code không bán nha. Bên em đâu ship code. Con này thì máy Nhật cho mấy chị nữ nè. Disney là chuẩn nội địa đó, dây khóa cho mấy nữ ha, dáng cũng lạ, mặt sau sao bằng máy Nhật. Rồi xe ngang con này thì 31 đứng luôn là 35 mỏng 103, bữa bán 2 230 nè. Bữa bán là 500 mấy, 408 này, 600 600 mấy, 700. Rồi, combo này em bán với giá là 400 thôi, 400k ha. Lên cho em mã là mã combo 5 đi, 403k mã combo 5. Này mua sưu tầm được ha, mua về tặng người thân ngưỡng cán được. Đang chạy bình thường nha, chứ không phải combo bán phải chạy hết nha. Chạy ok hết, full chức năng hết. Đó. Chứ không phải là bán rẻ, bán combo là phải xài không được cái nha. Bên em hàng lỗi sao em báo vậy thôi. Nhà yên tâm ha. Rồi em lên chỗ nhà sẵn thì con nữ này đi, mới còn sót được nữ này nè, rất đẹp luôn, dáng cũng lạ, nó mặt xanh. Citizen Eco Ride là pin năng lượng nha. Này kính sapphire luôn á, kính đã đẹp luôn, dáng cũng lạ mới lắm. Dòng cao nha, dòng dòng SC gì đó, kính nó cũng có lớp chắn gương màu xanh xanh dương ha. Dây khóa khóa dập hiệu hết. Này mấy chị nữ đeo đó, dòng cao ha, dòng này đeo sang này, chuẩn nội địa sao băng, nó chuẩn nội địa siêu sao chưa bốc luôn. Mà dây này chắc mười sáu năm được nha, nó có khóa bớm nè, hai lớp khóa rất là hay luôn. Về mấy chị chắc nghĩ mấy chị cắt dây, dây nó còn dài lắm. Xanh kính sapphire cọc số La Mã ha. Pin năng lượng khỏe nha, xây 24.5 mỏng 6 ly nha. Rồi con này bán 750 mã F81 nha, người mới đó. Còn siêu sao pin khỏe ha. Kính sapphire. Rồi, năng lượng thì em có con nam, con này dán Rolex. Này bên viền nè, cái này của nó liền đỏ liền đen. Kính còn đẹp không sức mẻ, dẫn báo quét lông mèo nha. Lịch gốc 3 giờ ha. Con này bản thép, bản full thép luôn. Dây khóa ở sau ghi thông số thì đủ hết rồi. Đáy sấy ha. Con này pin năng lượng nha, pin năng lượng nha. Nó chạy máy Citizen đó. Dòng thuộc cũng máy xịn của Citizen. Dây thoải mái đây. Dây con này chắc 19, 18.5 thoải mái. Kính zin đẹp không sức mẻ, dẫn bóng có lông mèo, con này đẹp á. Này độ mới còn cao nha. Anh em kiểu thích dòng mà dán mấy dán Rolex á, mà pin ha, nó là pin năng lượng đó nha. Kết mấy này, chốt mấy này thì bên em mà cơ sẽ báo cơ nha, còn không không báo là pin ha. Có nhiều anh em cứ em vẫn báo vậy luôn nhưng mà vô chốt cuối cùng hô em anh tưởng pin nữa. Là em đã báo gì em nói gì rồi mà cũng hô tưởng pin, em cũng bó tay nha. Xe 40 chịu đứng luôn là 45 mỏng 9 đi 3 nha.
Rồi con này em bán nha, giá 650, 650 mà F80. Nó là pin nha, pin năng lượng nha. Nè, pin nó chạy kim giật nè. Chỉ nhà không biết á, nếu mà anh em mình mà mới mà chưa biết á, thì thấy kim nó giật nè, là pin. Còn mà kim mà trôi á, trôi là cơ ha. Mặt đen bao công, cọc số như có dạ quang không? Đây. Có dạ quang nha. Lịch gốc 3 giờ kính đẹp á. Dạng báo có lông mèo ha. Rồi. 650 mà F80. Con này thì thuộc dòng Technox, kính sapphire mà là cái nền đá ceramic nhưng mà nó phai nha, dây bên đây thì còn ok nè, dây bên đây thì phai nha, mà không hiểu sao mà cái dây nó còn dài mà sao nó phai nè, không hiểu nó nằm trong lô hay sao mà anh nhờ kính phai sao nha. Kính sapphire mặt kiểu mặt vàng nha, mặt vàng ha, vàng đồng á, lịch lọc nha, còn lịch lọc có 6 giờ máy Nhật ha, nó là thương hiệu Technox nhưng mà máy Nhật thôi. Cái này, này đá tung ten á, để em cho nhà xem đá tung ten ghi nè, đá tung ten kính sapphire nè. Nên con này thì nó bị lỗi này á, này là bản thép đúc ha, nhưng mà anh em về á, anh em nào mà đánh bóng có chỗ đánh bóng cứ đánh bóng luôn, đánh bóng ra nó dạng bản thép mà ra bóng hết à nè, bình thường nha. Anh em nào xiên mình đánh, còn này hàng si nó gì về em để gì em bán luôn, dù nó xấu gì thì mình sẽ bán giá xấu thôi, nó lỗi xấu bên dây nữa, phai á, phai dây thôi. Còn bên ngâm màu ở đây thì được, nếu anh em để đeo bình thường không có gì, dòng này cũng nếu mà đẹp bán cao lắm, cái dòng cao tiền 450 nha, 450 mà F82 ha, 450k mà F82 dán bản lục giác cái gì, xe ngang của nó là 36.7, đứng luôn 43.5 mỏng 77 ha. Rồi 450 F82 nha, có cộng dây châm nè, dây châm 130k ha, con này kiểu nó mạ màu xanh cô năm quân đội mà rơm á, bản thép đầu 18 ha, đầu 18 nghe nha, anh em về lắp cơ cổ cũng được, 17.4 là 18, lắp 18 vừa ha. Dây châm thì giãn nha, tay nào cũng vừa rồi, 130k mã dây ha, mới. Rồi con này nha, con này Swatch Swiss nè, Thụy Sĩ ha, dòng này không có nhái rồi nè, chuẩn Swatch nè, có nhiều anh em hỏi chuẩn không, mấy dòng này không có nhái đâu, đâu có bán thương hiệu cho nào đâu mà nhái nha, nè nó ghi Swiss mát nè, chuẩn Thụy Sĩ, nắp này mở ra hai pin ha, thông số đủ này, dây zin nó luôn chứ không phải chế nha, dây khóa xì quát của nó thì nó là bản dây da mà gài như dây gài nè, nó hay luôn. Đeo mấy này thì anh em mà kiểu thích bản dây da chốt cái này đúng, kính lồi kính zin không sức mẻ, dẫn báo quét lông mèo nha, lịch gốc 3 giờ được hai của lịch luôn. Con này mặt đen bao công, nhìn dáng cũng độc, xe ngang của nó đây 37 ha, đứng luôn là 42.6 mỏng 103 ha. Thì bản dây da mà cái dòng kia thì bình thường, còn dây da này ít lắm, ít thấy lắm. Lên tay nè, nhìn chắc nó có cái lỗ về tới về lui vậy nha, nè cho nhà xem nè. Nè, có cái tăng đưa ha, đó. Ví dụ tay mình cỡ nào cứ lẩy lên kéo này lên nè, gài vô mấy cái lỗ ha, nè có hai cốt dây zin nó còn đẹp, xài chán. Đây, con Swatch Swiss chuẩn Thụy Sĩ ha, nãy đo sai không? 37 rồi, 600 nha, mà F2 600k mà F2 nha, hãy kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em, một con Thụy Sĩ nha, được hai lịch. Ừ, cái quýt vuông nha, quýt vuông nè, quýt này cho anh em sưu tầm thôi, anh em sưu tầm quýt tròn này, chốt quýt vuông này, bản đồ của Nhật cái gì đó, máy Nhật ha, con này máy Nhật Miura, máy siêu bền lắm nha, dòng máy siêu bền, máy thông dụng mặt sau, anh em sưu tầm quýt tròn thiếu quýt vuông chốt này, full zin độ mới cao dây của nó nè. Rồi con này thì dáng vuông nó là đo cái vuông nữa nha, nó cũng vuông dứt 45 đi, cũng là 45 47 cọc số La Mã ha, cổ điển máy Nhật. Rồi con này thì em bán, con này em bán 300 cho nhà thôi, 300k cho nhà sưu tầm, mã Q11
300k mã W11. Con này thì là đây. Thì có nhiều anh em đã em có báo rồi. Con này kiểu cơ cơ một chân kính, cơ xưa nha, cơ xưa của dòng Swift. Đây, như này nha, em cho nhà xe máy luôn. Thì mấy dòng này em cho nhà xe máy nha, bán để anh em mình đỡ nói tới nói lui thôi. Thì cái giá cơ cái nhà biết giá vậy là cái nhà biết máy gì rồi. Nó nhưng mà nó dạng dập là Swift một chân kính, One G-View tức là một chân kính nha. Đây. Đó, con này cho nhà xem kỹ nè. Đó. Bên đây ghi Swift Mark nè, chỗ này ghi Swift Mark nè. One G-View tức là một chân kính nè. Mấy xưa con này là cơ cót nha. Thường anh em mua sưu tầm thôi. Đó, với lại anh em mà xài pin á, xài pin mà làm biến thay pin đó nha. Đó thì mình chốt mấy con này. Thấy gì chứ nó cũng chạy bền lắm nha. Bền lắm rồi, cứ lên cót nó chạy này. Lịch chốt 3 giờ. Mặt của nó mặt hậu phách. Nó cũng thiết kế như dạng kính ở trong, kính giác cạnh nhưng mà nó nằm ở trong nha. Con này kính nè. Kính đây láng ngò à. Kiểu như thiết kế ở trong, kiểu chống chạy. Này kiểu này em sưu tầm thôi. Nên này hôm nay em bán sale cho nhà sưu tầm, giá sưu tầm. Cái dáng của nó này như mấy con radio cổ. Mặt hậu phách. Xi ngang 37. Đứng luôn 42 mỏng. 12 ly. Này bữa bán 300, bán nhà 250. 250 F34 nha. 250 ha, F34. Ai kết chụp hình những tên Zalo cho em. Nó thường anh em đeo đồng hồ là biến thay pin thì chốt mấy cái đó. Nó đeo thì thấy vậy chứ xài bền lắm nha. Cái máy nó một chân kính mà xài bền. Con này dòng nội địa Nhật, dòng thợ lặn nha. Đấm cổ chai nè. Đấm cổ chai chống nước con này như 100 mét nước gì đó. Con này bản chuẩn nội địa luôn, bản mặt xanh niền xay ha, lịch gốc 3 giờ nha, cọc số có dạ quang xanh dương. Bản thép ha, thép đúc toàn thân luôn. Anh em mà hay hỏi nồi đồng có đá chốt này. Nên anh tay tầm 17 đổ lại đeo mấy dòng này đẹp, có hình con sư tử đáy sấy ha, xây con dây con này còn 18 luôn, lên tay 7 đó, 17 như em đổ lại đeo mấy dòng này chắc. Kính zin đẹp không sức mẻ dẫn báo quá lông mèo nha, đúng cổ chai đáy sấy ha. Là con này em xe ngang của nó là 40 đi, 39.9 này nếu mà đo rè rồi 41.2, đứng đồng 45.8 mỏng 11 đi 2 nha. Con này bữa em bán 600, 600k nha, mà F31 này chắc lắm, này kiểu dạng nồi đồng có đá mà. Máy Nhật ha, máy Nhật bản thép nấm cổ chai. Ai kết chụp hình những tin Zalo cho em. Một con Bolshevik thương hiệu Anh Quốc. Con này dòng đơn giản ba kim mặt xám thôi, bản thép. Dây thì thiết kế như mấy cái đốt tre ha. Dây khóa bản thép nha. Kính lồi. Kính có lông mèo không đáng kể, không có sức mẻ đâu. Này là mình đánh bóng được ha. Còn hề si em nghĩ để gì bình thường nha. Khoan sức của nó còn đẹp. Mặt sau đây dáng cũng lạ, con này chuẩn nội địa nha, sao băng lắp ráp sản xuất trong nước Nhật, bao Smith đáy sấy ha. Rồi con này xe ngang 39, nếu mà không đo rè cũng là 37.5.6 nha. Nó kiểu dáng vuông mặt tròn, xe ngang của nó là 43 mỏng 105. Con này em bán 550 nha, F39 ha. 550 cho con này là giá bình dân như vậy. Cho còn bản thép đúc bằng máy Nhật Bolshevik nội địa ha. Rồi Nissan thương hiệu Mỹ máy Nhật này bản lụa nha. Này chắc thép. Mấy này chắc thép chắc lắm. Này kính nó có lông mèo đây nè, nhìn nó có lông mèo đây nè. Mặt đen bao công ha, 350 nha, mã F32 ha. 350k nha, con bản thép, bản lụa thép máy Nhật rồi. Siêu bền này. Anh em mà hay nổi nồi đồng có đá cho chốt mấy này. Thấy gì bản lộ lên tay nhìn nó sang nha. Nhìn nó chắc. Thì kính này nha, đánh bóng bình thường coi em nghĩ hay si để gì bình thường nha, nó đâu có mẻ gì đâu, nó dạng nằm trong lô ma sát nhau có lông mèo nấm zin hết. 350 F32 nha. 350. Rồi một con này dán Rolex máy Nhật ha, bản thép mặt sau đáy sấy này, con này chắc lắm. Dây khóa này, dính bụi ha.
lịch gốc 3 giờ niền khía nha. Niền khía như mấy con roulette nhé, nó kiểu dòng vintage giáng sư á, qua ta ghe nè nè, xi ngang của nó 35.6, đứng luôn 43 mộng 10 ly, anh em tay vừa thôi, tay 16 đổ lại đeo mấy dòng này đẹp chắc đầm tay siêu bền. Máy Nhật 400 mà F29 nha, 400k F29 ha, 400k nha, có con kiểu dáng vintage dáng xưa dáng Rolex á, niền khía bản thép kính còn đẹp, không sức mẻ dẫn báo quách lông mèo ha, hàng si mới mua được chứ nha. Ở đó ở nhà mua, nếu mà chưa có hàng si nha, muốn mua con đồng hồ đeo phải cầm bèo lắm, phải là ngoài 1 triệu nha thì mới có con đồng hồ ok đeo ha. Con này thì con Casio nó mới lắm, Casio từ lúc em bán mấy dòng đơn giản nè, ít có niền khía, riêng con này niền khía nè, nó độc luôn. Lịch gốc 3 giờ để bước chuẩn bị bước qua ngày mới nè, cọc số học trò mặt trắng thư sinh ha, này mới lắm, này thiếu cái hộp thôi, anh Nhật cắt dây kiểu đeo 1-2 lần sao thông số đủ. Casio thì cái máy nhà biết rồi, nó chuẩn máy nội địa Nhật đó, bao chuẩn Nhật hết nha, dây thì 19 rồi và 18 năm thôi, 8.5 đeo thoải mái, xe mặt này 18.5 đeo thoải mái, đeo dư sức. Rồi con này thì xe ngang của nó là 38 ha, đứng luôn 44 mỏng 9 ly tư mới lắm, kính đẹp, nhìn nó kiểu có duyên dáng thư sinh cho mấy anh em kiểu quần tây áo sơ mi đeo chuẩn, hoặc là mấy chú đứng tuổi 500 nha, 500k mã F59, 500k F59. Con này độc lạ nha, này đầm tay lắm, này nặng lắm nha, này đeo kiểu nặng tay, thường em sưu tầm nó lạ lạ sưu tầm được dáng. Thường mấy này nó thiết kế dòng thiết kế vỏ si thôi, nhưng mà chắc si nước là nước si nó đẹp lắm, mà sao mà không biết nó làm bằng chất liệu gì mà nặng lắm. Đế sấy máy Nhật ha, máy Nhật hết à, cái này máy Nhật trông đẹp lắm nha, chứ không phải là bông chóc gì đâu ha, yên tâm. Cứ hàng sau bên em bán lỗi sao báo gì nhé, được cái mặt xanh phong thủy, cọc số có dạ quang đó, mặt xanh ha. Rồi con này xe ngang của nó là 37.5, đứng luôn là 40.8 mỏng 82. Rồi 350 mà F30, 350k mà F30 ha. Cái 350k chuyển khoản bao ship nè đó. Rồi em lên nhiêu đó nha, bên em dẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.